Ngồi đây đưa lên Facebook. Hai vẽ chữ nha. Nhung nhảy xuống đây giữ. Đâu? Càng có thế nữa. Không. Phú Hà giữ đi. Phú Hà giữ. Đâu? Hai. Đánh xa ra. Xa ra không có đổ ông người. Ngồi đây nào. Ngồi khoanh chân vào, khoanh chân vào, khoanh chân vào. Ôm là chạm vào. Nhân Phú Hà này cười như rằng. Mẹ không cho lợn. Hè. Hả? Phải. Hè. Hả? Khải ơi. Hè. Đâu? Thế cái gì kìa? Rồi. Mà có quả khí nào không? Hả? Hả? Thắng lên. Điếu quay lên mặt anh nhá. Ba bốn rồi đấy. Ba chứ bốn rồi. Cái này trong đây này, chỗ cái đài này. Này rõ không? Nhìn nó rõ không? Đâu? Chắc khán giả đi. Để đây nhá. Bỏ ra đi, bỏ ra. Để đây nhá, hỏng tao nhá. Đứng ra nào đi. Ừ, bây giờ rồi. Cô Khải làm gì đó? Cô Mạnh làm gì đó? Cô nhỏ. Chơi ném đá. Tỷ xa là thế. Như thật đi. Ném đá như thật đi. Em làm cho. Tao tí tao về thằng chú Tứ là chơi một chú Tố. Chơi tiền. Thì thế này, anh ra được. Đấy. Thế này, mày như này. Mày đi vô con quay cho thằng kia kìa.
đứng đứng ra ở thằng này đưa lên thầy anh Võ Thị Lưu Lưu, tên là anh Mario Man, chính là cậu cậu đứng lên quay mặt anh bạn hoàn đâu vừa vừa đâu. Chưa. Chưa. Đẩy đẩy. Chị tiên đâu á? Đổ ra. Đi con mắt nhà mày. Được chưa? 8 phút rồi đó. Bao nhiêu? 8 phút rồi. Rồi, cái diễn viên. Giang quay đây.